Xin thân ái kính chào toàn thể quý tôi tớ Chúa cùng quý con cái Chúa trong hội thánh. Cảm ơn Chúa vì thì giờ phước hạnh Chúa ban cho chúng ta trong buổi sáng hôm nay để chúng ta được thờ phượng Chúa với nhau và chúng ta có thì giờ để chúng ta cùng suy gẫm học hỏi lời của Chúa. Và đề tài mà chúng ta sẽ cùng nhau học trong giờ thờ phượng buổi sáng hôm nay được chép ở trong Văn Nhất đoạn 2 từ câu 3 đến câu thứ 6. Và đề tài đó là biết mình đã biết Chúa hay là biết mình biết Chúa. Một trong những tâm lý của các sinh viên đó là họ sợ phải trải qua những bài thi, những bài kiểm tra, những bài test. Và ngay trong vòng hội thánh của Chúa, đôi khi tôi cũng dạy kinh thánh. Học thì thích lắm, nhưng đến ngày thi thì thường rất vắng bởi vì không ai muốn để phải trải qua một bài kiểm tra cả. Nhưng chúng ta sẽ thấy rằng giữa những gì chúng ta học, giữa những gì chúng ta nói rằng mình biết, với thật sự chúng ta biết rõ, biết đúng điều đó, lại là hai điều có đôi khi rất khác biệt nhau. Có những người học và nói rằng mình biết rồi, nhưng qua một bài kiểm tra, qua một bài test, lại nhận ra rằng mình không biết gì cả vì điểm thi rất thấp. Và có thể thấy rằng qua chính những cái bài test, bài kiểm tra là một phương tiện để chúng ta có thể nhận ra được mình có biết đúng điều mình đang biết hay không. Có rất nhiều những bài kiểm tra mà chúng ta có thể đã trải qua và sẽ tiếp tục trải qua trong cuộc đời của mình. Nhưng bài kiểm tra quan trọng nhất mà chúng ta cần phải thực hiện trong cuộc đời của chúng ta và cũng là điều mà chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa học trong buổi sáng hôm nay, đó là bài kiểm tra chúng ta có biết mình đã biết Chúa hay không. Tại sao bài kiểm tra biết mình có thật sự biết Chúa hay không lại là quan trọng? Và bằng phương cách nào, những dấu hiệu nào, những bằng chứng nào để chúng ta biết rằng mình thật sự đã biết Chúa? Đây là hai điều chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa để cùng suy gẫm và học hỏi trong buổi sáng hôm nay. Và điều đầu tiên mà chúng ta cùng suy gẫm ở trong phần Kinh Thánh nền tảng của chúng ta, đó chính là tầm quan trọng của sự nhận biết rằng mình thật sự đã biết Chúa. Tại sao biết mình biết Chúa là quan trọng, thưa quý ông bà chị em? Có lắm ba lý do quan trọng mà chúng ta có thể tìm thấy trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học buổi sáng hôm nay. Và điều thứ nhất chúng ta có thể nhận ra rằng biết Chúa là điều rất quan trọng. Bởi vì biết Chúa là có mối liên hệ thật với Chúa. Để một người sẽ kinh nghiệm được sự cứu rỗi, sự sống đời đời cho chính mình. Cái chữ biết ở trong Tân Ước đó là động từ ginosko. Nó được dùng 25 lần bởi sứ đồ Giăng. Và nó không chỉ nói đến việc chúng ta biết về một thông tin nào đó, biết về một nhân vật nào đó, nhưng đây là một cái biết thực tiễn, biết ở trong mối quan hệ, biết ở trong sự gần gũi và thân mật, giống như vợ biết chồng của mình và chồng biết vợ của mình. Có những điều mà những người ngoài họ có thể không biết về chúng ta, nhưng chồng hoặc vợ của chúng ta rành sáu câu, họ biết rất rõ về tính cách, về tính khí, về sở thích và nhiều phương diện khác. Và cũng rất ý nghĩa khi trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học với nhau tại đây, quý ông bà chị em chúng ta có thể thấy ở trong câu thứ 3 và câu thứ 5, sứ đồ Giăng ông đã chủ ý để có thể định nghĩa sự biết Chúa có nghĩa là gì. Trong câu thứ 3 ông nói rằng này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Và trong câu thứ 5, bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Biết Chúa tức là chúng ta ở trong Chúa, có mối liên hệ cá nhân, mối liên hệ gần gũi, thân mật với Chúa.
Và đó là điều cực kỳ quan trọng, bởi vì chúng ta sẽ thấy như Chúa Giêsu Ngài đã phán ở trong Giăng đoạn 17 câu thứ 3, sự nhìn biết Cha đó là sự sống đời đời. Sự sống đời đời đó là nhìn biết Cha. Nếu chúng ta không biết Chúa như đáng phải biết, tức là chúng ta không có sự sống đời đời. Và trong ngày cuối cùng, cái vấn đề trong đời sống của chúng ta khi trình diện với Chúa, không phải chúng ta nói rằng chúng ta biết Chúa về những kiến thức kinh thánh như thế nào, chúng ta có một nền tảng giáo lý thần học phong phú ra làm sao. Những điều đó không phải là yếu tố quan trọng. Yếu tố quan trọng đó là Chúa có biết chúng ta hay không. Và thực tế như trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 7 câu 22 câu 23, có những người trong ngày cuối cùng họ tưởng rằng mình biết Chúa nhưng không biết gì cả, bởi vì Chúa nói rằng ta không biết các ngươi là ai, hãy lui ra và đi vào trong nơi khóc lóc và nghiến răng. Nói điều đó để chúng ta thấy rằng biết Chúa là vấn đề cốt lõi quan trọng trong đời sống của tất cả chúng ta ở tại đây. Vấn đề không phải là chúng ta đi nhà thờ, vấn đề không phải chúng ta được lớn lên ở trong một cộng đồng Cơ Đốc, vấn đề không phải là chúng ta chết, chúng ta được làm lễ tang tin lành và sau khi chết được chôn ở trong ân từ viên. Những điều đó không quan trọng, thưa quý ông bà chị em. Vấn đề chúng ta không phải là chúng ta biết một mớ kiến thức nào đó về giáo lý thần học. Điều đó cũng không phải là điều quan trọng nhất. Hãy nhớ rằng Judas Iscariot, ông biết về Chúa, và thậm chí ông biết được nơi Chúa thường hay cầu nguyện là nơi nào nữa để dẫn kẻ thù đến để bắt Chúa. Nhưng ông không phải là người biết Chúa, ông không phải là người thuộc về Chúa, ông không phải là con cái thật của Chúa. Ông không có sự cứu rỗi, ông không có sự sống đời đời. Và vì vậy cái điểm quan trọng mà chúng ta cần phải xác định trong cuộc đời chúng ta, đó là chúng ta có biết Chúa hay không, chúng ta có ở trong mối quan hệ thật với Chúa hay không, chúng ta có phải là con cái của Chúa hay không, chúng ta có sự cứu rỗi, có sự sống đời đời hay không. Đó là điều quan trọng. Và điều này cũng sẽ dẫn chúng ta đến điểm thứ hai ở trong phần kinh thánh này. Tại sao biết mình biết Chúa là quan trọng? Bởi vì một người biết đúng rằng mình đã biết Chúa sẽ giúp cho người đó tránh được những sự lầm tưởng trong niềm tin của mình, tránh sự lầm tưởng ở trong niềm tin. Một trong những phương pháp chứng đạo rất nổi tiếng và được nhiều người áp dụng đó là phương pháp EE. Và có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã từng trải qua phương pháp này ở trong sự chứng đạo. Và câu hỏi được đặt ra bắt đầu cho một bài chứng đạo đó là hỏi thân hữu của mình: anh có biết rằng sau khi anh chết anh có được lên thiên đàng hay không? Và làm sao để anh biết chắc anh được lên thiên đàng? Và từ chính câu hỏi đó chúng ta sẽ đưa họ vào ở trong một niềm tin nơi Chúa Giêsu, tin Chúa để được sự sống đời đời, tin Chúa để được hưởng thiên đàng. Nhưng tôi thiết nghĩ rằng cái câu hỏi trắc nghiệm này cũng cần cho những người nói rằng mình biết Chúa, mình tin Chúa. Bởi vì sẽ không ít người trong vòng chúng ta đang lầm tưởng về niềm tin của mình, tưởng rằng mình biết Chúa nhưng thật sự Chúa không biết người đó, tưởng rằng mình biết Chúa nhưng không có mối quan hệ gì với Chúa cả. Và ngay cả trong phần kinh thánh mà chúng ta đang suy gẫm với nhau tại đây, chúng ta có thể xem trong câu thứ tư, sứ đồ Giăng ông đang nói đến một số người, họ khoe khoang, họ tự mãn, họ vỗ ngực và nói rằng ta biết Chúa, ta biết Ngài. Nhưng Giăng nói rằng những con người đó là kẻ nói dối, lẽ thật không ở trong những con người đó. Có một sự lầm tưởng rất lớn ở trong đời sống của những con người mà họ tưởng rằng mình đã từng biết Chúa nhưng thực tế không biết Chúa gì cả. Nhiều người dựa trên cái thân thế của mình, con của tín đồ, con của mục sư truyền đạo, nhiều người dựa trên những lần mình đi dự những trại hè, những thánh kinh hè của các ban ngành, nhiều người dựa vào ở trong một cái lời
tuyên xưng rằng tôi tin Chúa, hay dựa vào ở trong những chức vụ họ có ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời để họ kết luận rằng tôi biết Chúa, tôi thuộc về Chúa và tôi được sự sống đời đời. Nhưng trở lại trong điều mà chúng ta đã nói trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 22 câu 23, có nhiều người sẽ gặp Chúa trong ngày cuối cùng và họ cũng nói với Chúa nhiều điều lắm liên quan đến thân thế, về địa vị, về chức vụ, về công việc của họ ở trong hội thánh, về những mối quan hệ họ có ở trong một cộng đồng Cơ Đốc. Nhưng chỉ tiếc một điều, đó là Chúa nói với họ rằng ta không biết các ngươi là ai, hãy lui ra khỏi ta. Nhiều người tưởng rằng mình biết Chúa nhưng thật sự chẳng biết Chúa gì cả. Thuật sĩ Simon là một trong những con người như thế. Kinh Thánh nói rằng ông nhìn thấy những dấu kỳ phép lạ mà các sứ đồ thể hiện, ông thèm thuồng lắm. Và Kinh Thánh rằng ông cũng tin Chúa và cũng chịu phép báp têm. Nhưng sự nhận định của các sứ đồ liên quan đến đời sống của thuật sĩ Simon trong công vụ đoạn 8, đó là ông vẫn còn trong mật đắng, trong xiềng xích của tội lỗi. Ông chưa thật sự biết Chúa, ông chưa thật sự ở trong mối quan hệ với Chúa. Và vì vậy, một trong những điều mà chúng ta cần phải xác định lại trong đời sống của chúng ta có biết đúng rằng mình đã biết Chúa hay chưa? Trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 13 câu thứ 5, có lẽ chúng ta có thể nhớ điều mà Phao-lô ông đã thách thức một số tín hữu tại Cô-rinh-tô. Họ phải thử xét xem mình có đức tin hay không và Đức Chúa Giêsu Christ có ở trong lòng họ hay không. Bởi vì trong lòng những con người này, trong đời sống của những con người này, dường như đang có một sự lầm tưởng về niềm tin của mình. Chúng ta cần phải biết mình biết Chúa để không bị lầm tưởng trong niềm tin. Và nó sẽ cũng giúp chúng ta có cái điều thứ ba ở trong cái tầm quan trọng hay là giá trị của việc biết mình biết Chúa. Đó là nó sẽ giúp cho chúng ta được lớn lên trong niềm tin, không bị phân tâm, không bị vấp ngã trong đời sống theo Chúa của mình. Trong thời của sứ đồ Giăng có hai khuynh hướng, hai quan điểm, hai trào lưu, hai chủ thuyết rất nguy hiểm. Quan điểm chủ thuyết thứ nhất, đó là những người theo trí huệ phái, những người mà như chúng ta đã học ở trong phần trước, những con người tự mãn vỗ ngực rằng tôi biết Chúa, bởi vì họ dựa trên tri thức, dựa trên những sự hiểu biết huyền bí siêu nhiên nào đó về Đức Trời. Và dựa trên sự hiểu biết đó, họ nói rằng họ biết Đức Chúa Trời và Đức Trời biết họ, họ được sự cứu rỗi. Nhưng quan điểm đó hoàn toàn sai, bởi vì họ lầm tưởng trong niềm tin của mình. Và ngược lại, có quan điểm thứ hai, một chủ thuyết thứ hai, nó bị ảnh hưởng bởi triết học Hy Lạp cổ đại, đó là chủ thuyết hoài nghi. Nghĩa là trong cuộc đời này không có gì gọi là biết chắc chắn cả, không có gì gọi là chân lý cả, không có gì gọi là đúng tuyệt đối cả. Đúng hay sai, nó tùy dựa trên góc nhìn của mỗi người, nó tùy thuộc vào trong hoàn cảnh. Có những điều chúng ta nghĩ rằng nó là đúng, nó là chắc chắn, nhưng thấy vậy không phải vậy. Có sự hoài nghi ở trong mọi điều trong cuộc đời này, hoài nghi chính lẽ thật của Kinh Thánh, hoài nghi những tín điều trong Cơ Đốc giáo. Và có lẽ cái quan điểm về sự hoài nghi đó, cái chủ thuyết hoài nghi đó, nó đã len lỏi và ảnh hưởng ở trong đời sống của rất nhiều những tín hữu trong thời của sứ đồ Giăng. Và vì vậy, ở trong thư tín Giăng thứ nhất này, chúng ta sẽ thấy rằng một trong những động từ được dùng rất nhiều, mà như chúng ta đã nói qua, 25 lần động từ ginosko biết được khẳng định ở trong phần Kinh Thánh này. Và ngay trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang suy gẫm học hỏi với nhau ở tại đây, nếu chúng ta xem ở trong phần thượng văn, chúng ta sẽ thấy rằng sứ đồ Giăng ông đang muốn để đảm bảo cho các tín hữu của mình rằng họ là những người đã thật sự biết Chúa và thuộc về Chúa. Ông gọi họ là con cái bé mọn, tức là những người
trong mối quan hệ không chỉ với sứ đồ dân nhưng đối với Chúa nữa. Và họ là những người mà có sự đảm bảo của Chúa trong cuộc đời của họ. Họ cần phải nắm chắc những điều đó để họ không phạm tội. Và nếu có phạm tội, họ cũng biết chắc rằng họ có một đấng cầu thay ở trên trời là Đức Chúa Giêsu Christ. Và trong câu thứ ba tiếp theo, chúng ta có thể thấy sứ đồ Giăng ông nhấn mạnh đến hai lần biết mình đã biết Chúa. Cái chữ biết nói đến một kinh nghiệm thực tiễn, một kinh nghiệm rõ ràng ở trong đời sống của một người, không phải là điều mơ hồ, một điều bâng quơ. Và tôi tin rằng cái điều mà sứ đồ Giăng đang đảm bảo cho các tín hữu của mình cũng là điều mà chúng ta cần để được đảm bảo ở trong đời sống cá nhân của chúng ta, ở trong hành trình đức tin, trong bước đường chúng ta theo Chúa. Một thống kê ở tại Mỹ, người ta cho thấy rằng có đến 46% những tín đồ Cơ Đốc họ nói rằng họ không chắc sau khi chết họ được lên thiên đàng. Họ nghi ngờ và họ không chắc rằng mình thật sự biết Chúa, thật sự kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa trong đời sống của họ. Và điều này cũng được thể hiện rất nhiều ở trong các ban ngành, ở trong các tín hữu trong hội thánh. Khi không ít lần tôi hỏi các ban ngành, tôi đi dạy ở trong các lớp học kinh thánh của địa phương và hỏi rằng có bao nhiêu người trong các vị biết rằng mình biết Chúa, biết rằng nếu bây giờ mình chết được lên thẳng thiên đàng, biết mình đã thuộc về Chúa, biết mình được cứu rỗi. Rất ít những bàn tay dám để đưa lên. Họ không chắc về cái sự cứu rỗi mình đang nhận được. Họ không chắc rằng mình thật sự đã biết Chúa, đã tin Chúa và được sự cứu rỗi, sự sống đời đời Chúa ban cho. Và đây là một điều rất nguy hiểm. Bởi vì chúng ta sẽ nhớ một cái nguyên tắc ở tại đây. Khi một người không chắc chắn về một điều gì đó thì họ sẽ dễ bị phân tâm, họ sẽ dễ bị chi trí, họ sẽ dễ để bắt đầu có những cái sự lập lờ ở trong cái cách để họ sống ở trong thế giới hiện tại. Khi họ không chắc chắn về thế giới tương lai, khi họ không chắc chắn về những điều mình sẽ kinh nghiệm trong cõi đời đời, thì tất cả những gì họ quan tâm là trong thế giới hiện tại này. Họ sống chỉ để kiếm tiền, họ sống chỉ để lo cho phần mình ở dưới đất. Đó là những gì họ có thể chắc chắn hơn. Một trong những điều mà chúng ta thấy những người làm kinh doanh, những người buôn bán, những người đầu tư, một trong những nguyên tắc của họ đó là họ không bao giờ đổ tất cả tiền bạc của mình vào trong một kênh đầu tư nào đó. Không để tất cả trứng vào trong một cái rổ, nhưng họ sẽ phân tán ra. Một trong những lý do họ làm điều đó bởi vì họ biết rằng trong thế giới này dường như không có gì gọi là chắc chắn cả. Nếu đổ tất cả tiền bạc vào trong bất động sản xuống họ phá sản. Nếu đổ tất cả tiền bạc của họ vào trong một kênh kinh doanh nào đó chơi chứng khoán, nếu chứng khoán sập, cuộc đời họ cũng sụp đổ theo. Vì vậy họ sẽ phân tán ra những cái của cải của mình, những sự đầu tư của mình. Và nếu như chúng ta không chắc chắn rằng mình biết Chúa, không chắc chắn sự cứu rỗi mình nhận lấy ở trong chính Chúa Giêsu Christ, thì tôi tin rằng cuộc đời của chúng ta cũng sẽ sống giống như vậy. Chúng ta thay vì toàn tâm toàn ý vào trong hành trình đức tin của chúng ta, tận hiến cuộc đời chúng ta để sống cho Chúa, sống cho cõi đời đời của mình, thì chúng ta sẽ bắt đầu để bị phân tâm, chúng ta sẽ bắt đầu để có thể chi tiêu cuộc đời của chúng ta vào trong rất nhiều những lĩnh vực khác. Và nó sẽ làm cho đời sống của chúng ta không còn trọn vẹn ở trong cái bước đường theo Chúa của mình. Chúng ta sẽ không thể lớn lên ở trong niềm tin. Và chúng ta có thể xem ở trong Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 10 câu 11. Đây là điều mà sứ đồ Phi-rơ ông đã nhắc các tín hữu của mình. Phải chú ý cho chắc chắn về sự lựa chọn, sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời anh em. Và làm như thế anh em sẽ không bị vấp ngã. Và anh em có thể bước vào trong nước đời đời của Chúa một cách rộng rãi. Nghĩa là mình hoàn toàn tin chắc
rằng mình đã thuộc về Chúa, tương lai mình thuộc về thiên đàng. Bởi vậy họ sẽ tận hiến cả cuộc đời của mình, dốc sức của mình, tất cả tâm lực của mình, thời gian của mình cho cõi đời đời, cho Chúa cứu thế yêu quý của họ. Và vì vậy chúng ta có thể nhận ra rằng việc chúng ta biết mình, biết Chúa là điều quan trọng vô cùng ở trong đời sống của chúng ta. Trong cuộc đời này có thể chúng ta có thể có những sự lầm tưởng, và những sự lầm tưởng đó đôi khi có thể trả giá bằng một kỳ thi, trả giá bằng một vài năm học lại, bằng cả một cuộc đời khi chúng ta lấy lầm một cô vợ hay một ông chồng nào đó. Nhưng chúng ta nên nhớ một điều, nếu chúng ta lầm tưởng ở trong niềm tin của chúng ta không chắc và chúng ta không biết rõ mình đã thực sự biết Chúa hay không, nó sẽ trả giá không phải chỉ trong đời này mà cả cõi đời đời nữa. Vì vậy chúng ta cần phải biết mình biết Chúa. Nhưng làm sao để chúng ta biết rằng mình đã thật sự biết Chúa? Làm sao chúng ta biết rằng mình đã ở trong mối quan hệ thật với Chúa? Chúng ta là con cái thật của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, nó sẽ đưa chúng ta đến điều thứ hai, phần thứ hai để chúng ta suy gẫm ở trong buổi sáng hôm nay. Đó là dấu hiệu của một người biết rằng mình đã thật sự biết Chúa. Một trong những cái thắc mắc, một trong những cái sự khúc mắc ở trong đời sống của nhiều con cái Chúa ngày hôm nay, đó là liên quan đến sự cứu rỗi mà họ đang nhận được. Họ có thật sự đã thuộc về Chúa hay không? Họ đã thật sự kinh nghiệm sự sống đời đời Chúa ban cho mình hay không? Và chúng ta có thể nói dựa trên chính Thánh Kinh là lời của Chúa. Một người chỉ có thể chắc chắn về sự cứu rỗi, sự sống đời đời Chúa ban cho mình khi họ thật sự tin Chúa Giêsu Christ. Người tin Đức Chúa Giêsu Christ được đảm bảo được sự an ninh đời đời. Họ thật sự là những con cái của Chúa và được đảm bảo sự cứu rỗi Chúa ban cho. Nhưng vấn đề đó là làm sao để chúng ta biết rằng mình đã tin Chúa thật? Có phải chỉ bước lên đây ở trong những chương trình truyền giảng, nói vài câu theo sự hướng dẫn của mục sư và như vậy mình trở thành con của Chúa, mình chắc chắn mình đã được cứu? Hay chúng ta cần có những dấu hiệu, những bằng chứng để xác nhận được về đức tin của chúng ta ở nơi Chúa? Đây là điều mà chúng ta thấy sứ đồ Giăng ông đang giải thích cho chúng ta ở trong phần kinh thánh này. Và hãy trở lại trong câu thứ ba, câu gốc của chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Này tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Giữ các điều răn của Chúa, làm theo lẽ thật, sống theo lẽ thật. Nó không phải là cách để chúng ta được biết Chúa, nhưng nó là dấu hiệu để một người biết rằng mình thật sự biết Chúa. Một người biết Chúa là qua đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Jesus làm Chúa có thể làm chủ trong đời sống của mình. Nhưng một đời sống tin Chúa thật, đó không chỉ là một đời sống chỉ tuyên xưng đức tin trên môi miệng của mình, nhưng họ cũng sẽ thể hiện trong cuộc đời của họ bằng đời sống làm theo lẽ thật. Mà như sứ đồ Giăng nói tại đây, làm theo lẽ thật, đó là dấu hiệu, đó là bằng chứng để chúng ta biết rằng mình đã thật sự thuộc về Chúa, mình thật sự biết Chúa. Tại sao làm theo lời Chúa, sống với lẽ thật lại là quan trọng, lại là dấu hiệu, là bằng chứng của một cuộc đời thuộc về Chúa, thật sự biết Chúa? Thưa quý ông bà anh chị em, trong câu 4, câu 5 và câu thứ 6 của phần kinh thánh này, chúng ta thấy sứ đồ Giăng ông đã giải thích cho chúng ta điều đó. Và điểm thứ nhất mà chúng ta thấy được nói đến trong câu thứ 4, người làm theo lẽ thật, đó là người đang chứng thực rằng lẽ thật của Chúa đang ở trong lòng của mình. Đó là điểm thứ nhất chúng ta học ở tại đây. Một trong những nguyên tắc của thánh kinh mà chúng ta thấy và cũng đã từng học ở trong những bài học trước, những gì một người thể hiện ở bên ngoài, nó là những điều đến từ ở trong lòng của người đó, có gì ở trong đó. Miệng nói ra
Đó là bởi sự đầy dẫy trong lòng mới nói ra. Một người có thể sống với niềm tin của mình đơn giản bởi vì người đó có một niềm tin trong cuộc đời của họ. Một người có thể sống với lẽ thật bởi vì người đó có lẽ thật ở trong cuộc đời của mình. Xem trái thì biết cây. Nhiều người có thể nói rằng mình biết Chúa, mình tin Chúa, nhưng thật sự lẽ thật không có ở trong cuộc đời của những con người đó. Và đó chính là điểm mà sư đồ Giăng ông đang nói đến trong câu thứ tư: kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là kẻ nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Kẻ nói dối ở tại đây, ở trong cái văn phạm của tiếng Hy Lạp, nó nói đến ở trong thì hiện tại, và nó bày tỏ một bản tánh, một lối sống, một thói quen. Đây là một người, một người không có lẽ thật ở trong đời sống người đó. Đó là một người mà lẽ thật chưa bao giờ thăm viếng, chưa bao giờ đụng chạm, chưa bao giờ biến đổi cuộc đời của những con người này. Và vì vậy những con người đó không giữ điều răn của Chúa, không sống với điều răn của Chúa, không xem lời Chúa là một phần quan trọng ở trong cuộc đời của chính mình. Họ sống theo bản năng, họ sống theo cái đời sống mà của những người thế gian vẫn đang có. Và một người nếu như không làm theo lẽ thật, thì hãy nhớ rằng lẽ thật của Chúa quyết không ở trong cuộc đời của những con người này. Và điều đó để nhắc nhở, cảnh tỉnh tất cả chúng ta ở tại đây. Những người nói rằng mình đã tin Chúa, mình biết Chúa, mình thuộc về Chúa, nhưng câu hỏi chúng ta đặt ra đó là chúng ta có làm theo điều Chúa dạy hay không. Có thể chúng ta không làm theo điều Chúa dạy đơn giản bởi vì lý do mà Giăng nói đến tại đây, đó là bởi vì lẽ thật của Chúa, lời Chúa không có ở trong lòng của chúng ta, chưa biến đổi chúng ta, chưa tái sanh chúng ta, chưa làm chúng ta được nên thánh. Vậy xin Chúa cho chúng ta có thể xét lại ở trong chính đời sống của mình, ở trong cách mà chúng ta đang tiếp cận với lẽ thật, với lời Chúa như thế nào. Có thể nhiều người trong chúng ta đã thật sự biết Chúa, bởi vì chúng ta đã ăn năn tội, đã tin Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế cuộc đời của mình. Chúng ta là con cái của Chúa, nhưng có thể chúng ta vẫn là những con người không sống với lời của Chúa, bởi vì chúng ta chưa bao giờ để lời Chúa ở trong lòng của mình. Và chính điều đó đã làm cho đời sống của nhiều cơ đốc nhân giống như là những con đỏ thuộc linh, có thể đã tin Chúa, đã được tái sanh, nhưng những hành vi, những lối sống của họ hoàn toàn là của cuộc đời cũ, của thế gian, chứ không phải những nguyên tắc của Thánh Kinh đang hành động trong đời sống của những con người đó. Và vì vậy cái điều mà chúng ta được khích lệ ở tại đây, đó là phải học lẽ thật, phải để lẽ thật được chất đầy, được gieo trồng ở trong đời sống của chúng ta. Trong Thi Thiên 119 câu 11, trước giả Thi Thiên đã nói rằng: tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Và trong Côlôse đoạn 3 câu 16, điều mà sứ đồ Phao-lô ông khuyên dục chúng ta, đó là hãy để cho lời Chúa đầy dẫy trong lòng của chúng ta, hầu cho chúng ta có sự khôn ngoan, có sự thông sáng để sống trong cuộc đời này. Chúng ta biết mình phải sống như thế nào, chúng ta biết mình cần phải làm điều gì, và đó là ý muốn của Chúa, là lẽ thật của Chúa. Khi chúng ta tiếp cận với lẽ thật, học lẽ thật và để lẽ thật giấu ở trong lòng của mình, thì Chúa giúp chúng ta để rồi mỗi ngày trong đời sống theo Chúa, chúng ta thấy được giá trị của lời Chúa, giá trị của lẽ thật, để chúng ta học và tiếp nhận lấy ở trong đời sống của chính mình. Tại sao giữ lẽ thật, làm theo lẽ thật, vâng theo những gì Chúa dạy dỗ là dấu hiệu của một đời sống biết mình đã biết Chúa? Điều thứ nhất chúng ta đã học, làm theo lẽ thật, chứng thực có lẽ thật của Chúa trong lòng mình.
Và điều thứ hai dựa trên câu thứ 5 chúng ta thấy: làm theo lẽ thật, chứng thật chúng ta có lòng kính mến Chúa trọn vẹn trong cuộc đời mình. Đó là điều mà dân đang nói đến ở tại đây. Nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật trọn vẹn trong người ấy. Và dĩ nhiên điều dân nói tại đây không phải là một gì đó quá mới mẻ tự ông suy nghĩ ra, nhưng đó là một sự lặp lại điều mà Chúa Giêsu đã phán ở trong dân đoạn 14 câu thứ 15 với dân và với các sứ đồ và với tất cả chúng ta ngày hôm nay: nếu các ngươi yêu mến ta, hãy vâng giữ điều răn của ta. Chúng ta đã học biết, biết Chúa là một mối quan hệ, quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Và trung tâm của mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa và với anh chị em mình, với những người xung quanh, đó chính là tình yêu thật. Lòng kính mến, từ liệu được dùng ở tại đây đó là từ agape, động từ agapao, một tình yêu, một tình yêu chân thật, một tình yêu không vị kỷ, một tình yêu hy sinh. Và dân ông đang nói với chúng ta rằng nếu một người làm theo lời Chúa phán thì lòng kính mến Đức Trời thật là trọn vẹn trong người đó. Cái điều để đưa chúng ta bước vào trong mối quan hệ với Đức Trời, ràng buộc chúng ta trong mối liên hệ với Đức Trời, đó là tình yêu. Không có tình yêu thì mọi mối liên hệ trong cuộc đời này chỉ là trên danh nghĩa và không có thật. Hai vợ chồng vẫn có thể sống với nhau trong một nhà, nhưng khi không còn tình yêu, những gì có trong cái ngôi nhà đó chỉ là một mối liên hệ vợ chồng dựa trên giấy tờ hôn thú mà thôi, dựa trên danh nghĩa là vợ với chồng, mối liên hệ đã mất rồi. Và trong mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa cũng như vậy, Chúa yêu chúng ta, nhưng điều quan trọng chúng ta có lòng kính mến Chúa trong đời sống của chúng ta hay không. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 câu thứ 15, cái điều mà Phao-lô ông đã nói với chúng ta: nếu như ai đó không kính mến Đức Chúa Giêsu Christ thì đáng bị anathem, đáng bị dứt phép thông công. Nói rằng mình tin Chúa, mình thuộc về Chúa, nhưng không yêu mến Chúa thì người đó không ở trong mối quan hệ thật với Chúa. Người đó không thuộc về Chúa và đáng bị anathem. Pierre, ông có thể thất bại ở trong đời sống theo Chúa của mình, nhưng cái điều để tiếp tục giữ ông ở trong mối liên hệ giữa mình với Chúa đó là gì, thưa quý ông bà chị em? Đó chính là tình yêu. Chúa không trắc nghiệm Pierre. Ông có nhớ câu kinh thánh này, ông có biết giáo lý thần học kia hay không? Nhưng điều quan trọng mà Chúa hỏi Pierre đó là ông có yêu Chúa hay không. Ông yêu Chúa nhiều hơn những điều khác trong cuộc đời mình hay không? Yêu Chúa là bằng chứng một người ở trong mối quan hệ với Chúa, thuộc về Chúa. Nhưng làm sao để chúng ta có thể nói rằng mình thật sự yêu Chúa, thưa quý ông bà chị em? Dân giúp chúng ta tìm thấy câu trả lời đó. Ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Trời thật sự trọn vẹn trong người đó. Yêu Chúa không phải chỉ trong lời nói, yêu Chúa không phải chỉ trong những bài hát, yêu Chúa không phải chỉ trong những câu nói thiêng liêng đạo đức mà chúng ta nói với nhau, nói với hội thánh của Chúa. Nhưng yêu Chúa nó phải được thể hiện ở trong chính một đời sống làm theo những gì Chúa dạy dỗ chúng ta. Một người yêu Chúa, người đó sẽ không muốn làm điều gì đó mà Chúa sẽ buồn. Một người yêu Chúa sẽ làm những gì mà Chúa muốn mình phải làm. Và đó chính là bằng chứng của tình yêu. Và qua những gì mà họ đã thể hiện trong tình yêu đó, họ đang chứng thực rằng mình thật sự thuộc về Chúa, mình thật sự biết Chúa.
Cái phép thử của Chúa dành cho Abraham là gì? Thưa quý ông bà chị em, ông phải dâng hiến một Isaac, đứa con duy nhất mà ông có ở trong lời hứa với Chúa. Và Kinh Thánh nói rằng Abraham đã vâng theo lời Chúa và dâng hiến Isaac. Và Chúa đã nói về cuộc đời của Abraham ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22. Ông yêu Chúa nhiều hơn con của mình, và ông không tiếc với Chúa đứa con yêu dấu nhất trong cuộc đời của mình. Và ông trở nên bạn của Chúa, ông được Chúa xưng là công bình, ông thuộc về Chúa. Xin Chúa cho chúng ta có thể học biết được điều này, để rồi chúng ta cũng sẽ có một điều để chúng ta có thể xét lại ở trong tình yêu của chúng ta với Chúa có hay không. Nếu chúng ta là những người đã trải nghiệm tình yêu của Chúa trọn vẹn đầy dẫy trong cuộc đời của mình, tôi tin rằng chúng ta sẽ thể hiện cái sự cảm thúc, cái tình yêu được nảy nở trong cuộc đời của chúng ta bằng cách chúng ta sẽ làm theo những gì Chúa dạy chúng ta. Bài thánh ca số 92 mà chúng ta đã được hát tôn vinh Chúa trong thì giờ dự tiệc thánh, một thì giờ để chúng ta được chiêm nghiệm lại tình yêu của Chúa trọn vẹn như thế nào trong cuộc đời của chúng ta, để rồi đó là giây phút chúng ta sẽ phải tự chất vấn chính mình: tôi có thật sự yêu Chúa hay không? Và điều cuối cùng mà chúng ta thấy tại đây, làm theo lẽ thật, chứng thực chúng ta được liên hiệp với Chúa, chúng ta được ở trong Chúa. Và đây chính là điều quan trọng nhất, một bằng chứng hùng hồn nhất, đầy đủ nhất, để chúng ta có thể biết rằng mình thật sự biết Chúa, mình thật sự thuộc về Chúa. Đó là khi chúng ta làm theo lẽ thật, chúng ta biết rằng mình ở trong Ngài. Và rất ý nghĩa khi chúng ta thấy ở trong câu thứ 6, ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính mình Ngài đã làm. Ở đây chúng ta thấy văn ông đã định nghĩa lại việc làm theo lẽ thật ở trong một cách khác, đó là làm theo như chính mình Ngài đã làm. Tức là người đó sẽ phản ánh lại, tái hiện lại cuộc đời của Chúa Giêsu trong chính cuộc đời cá nhân mình. Người đó sẽ làm những gì Chúa làm, người đó sẽ yêu những gì Chúa yêu, người đó sẽ ghét những gì Chúa ghét. Đơn giản bởi vì chính cuộc đời đó đã được kết nối với Chúa, và sự sống của Chúa tuôn chảy trong đời sống của chính mình. Và đến nỗi những gì mà họ ưa thích, những gì mà họ sẽ quan tâm, những gì họ đeo đuổi, những gì họ thực hiện trong cuộc đời của họ, nó đến từ chính sự sống của Chúa thể hiện ra. Và đó chính là một cuộc đời để có thể xác quyết rằng tôi đã thật sự thuộc về Chúa, tôi được liên hiệp với Chúa, tôi ở trong Chúa, tôi thật sự biết Ngài. Và xin Chúa cho chúng ta có một cái bài test ở trong đời sống của chúng ta qua bài học mà chúng ta suy gẫm và học hỏi trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta có biết mình biết Chúa hay không? Nói rằng mình biết Chúa ai cũng có thể nói, nhưng làm sao để chúng ta biết mình đã biết Chúa? Thưa quý ông bà anh chị em, bằng chứng xác đáng nhất, thuyết phục nhất và đầy đủ nhất, đó là chúng ta có sống cuộc đời mà Chúa Giêsu đã sống ở trên đất này hay không? Chúng ta có phản ánh những mỹ đức, những vẻ đẹp của Chúa trong cuộc đời của chúng ta hay không? Đôi khi tôi khẩu vấn các tân tín hữu cầu lễ báp têm, và có những tân tín hữu họ thành thật để nói với tôi rằng: mục sư ơi, mục sư khỏi hỏi, em không nhớ gì hết. Hỏi bài, đọc bài tín điều các sứ đồ không thuộc, bài cầu nguyện chung cũng không rành rẽ, và dường như người này không có một cái trí nhớ để nhớ những bài học ở trong lớp giáo lý báp têm. Và người đó nói với tôi rằng: trước đây tôi chơi hàng đá, tôi chơi ma túy đá, nó xóa hết cái bộ não của tôi, và tôi học cũng không nhớ gì cả. Nhưng khi tôi hỏi những anh chị em đó, họ đã tin Chúa như thế nào, họ nói chính xác cái thời điểm mà họ đã cầu nguyện tin Chúa trong một cơ hội nào đó. Và đặc biệt khi tôi hỏi: từ khi anh chị em tin Chúa cho đến nay, đời sống của anh em có sự biến đổi gì?
Người đó kể cho tôi rất nhiều về sự biến đổi trong đời sống của mình. Mà nếu như không giảm bớt lại, có thể người này sẽ nói cả 1-2 tiếng đồng hồ cũng không hết nữa. Và tôi phải thành thật để nói rằng những con người đó tôi sẵn sàng để ký giấy để họ có thể vượt qua sự khẩu vấn bắp tèm. Bởi vì tất cả những gì mà chúng ta có thể tìm thấy ở trong một cuộc đời thật sự biết Chúa, tin Chúa là gì? Một đời sống tuyên xưng đức tin của mình nơi Chúa và một cuộc đời biến đổi cập theo. Xin Chúa cho chúng ta có thể nhận ra được điều này, để rồi chúng ta có một cái sự kiểm tra lại ở trong đời sống theo Chúa của mình. Tôi vẫn tin rằng hơn 90% các con cái Chúa đang ở trong phòng nhóm này, chúng ta là những người đã thật sự biết Chúa. Nhưng câu hỏi quan trọng, chúng ta đã biết mình biết Chúa như thế nào? Ở trong Jeremy đoạn 9 câu 23-24, lời Chúa phán với dân Israel: đừng kẻ khôn đừng khoe về sự khôn mình, kẻ mạnh chớ khoe về sự mạnh mình, người giàu chớ khoe về cái sự giàu có của mình. Nhưng kẻ nào muốn khoe hãy khoe mình đã biết Chúa. Cái điều mà chúng ta cần phải xác thực ở trong đời sống chúng ta, đó là chúng ta đã thật sự biết Chúa như đáng phải có. Và dấu hiệu bằng chứng rõ ràng nhất đó là chúng ta làm theo lời Chúa, sống theo lẽ thật. Và đó là chủ đề của Hội Thánh Chúa ở trong quý thứ 3 mà chúng ta sẽ bước vào và suy gẫm ở trong suốt 3 tháng tiếp theo. Xin Chúa Ngài ở cùng và ban ơn trên tất cả chúng ta ở trong lời Chúa mà chúng ta học buổi sáng hôm nay. Và lời Chúa sẽ đem đến những sự cảnh tỉnh, sự nhắc nhở và cái sự khích lệ ở trong đời sống của chúng ta, trong bước đường chúng ta theo Chúa, hầu việc Ngài. Chúa ban phước lại trên tất cả chúng ta trong lời Chúa. Amen.